số lưu ý khi mình sử dụng điện thoại video qua trên xe này. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho quý vị nha. Không được dùng hóa chất tẩy rửa tủ vì chúng có thể gây ăn mòn, gây phản ứng hóa học các linh kiện chi tiết của tủ. Nên lưu ý đến nguồn điện trước khi cắm điện. Nếu điện áp chập chờn không ổn định thì nên sử dụng thêm các thiết bị hỗ trợ giúp ổn định nguồn điện, tăng tuổi thọ cho sản phẩm. Không được cắm tủ đông Alaska BD300C chung với nhiều thiết bị điện trên một ổ điện vì như vậy rất dễ gây hiện tượng chập nổ điện. Trong quá trình sử dụng, nếu khách hàng bước thiết điện ra khỏi ổ cắm thì không nên cắm vào ngay mà nên đợi ít nhất 10 phút mới cắm lại để tránh tình trạng tủ bị sụt ra, đảm bảo an toàn cho tủ.